Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã bước vào thu hoạch chính vụ, song thời gian gần đây thì giá chanh đào liên tục giảm mạnh và hiện nay chỉ còn khoảng 3 đến 5 nghìn đồng 1 kg. Điều này đã khiến cho những hộ trồng chanh đào ở trong tâm thế vô cùng lo lắng vì nông sản rớt giá. Phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Lạng Giang, vùng trồng chanh đào lớn nhất của tỉnh. Vườn chanh đào hơn 2.000 gốc của gia đình bà Đinh Thị Trưng ở thôn Châu, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang hiện đã bước vào thời kỳ cho thu hoạch. Dù vậy, nhưng gia đình bà chẳng mảy may quan tâm vì năm nay giá chanh đào quá thấp. Nếu như thời điểm này năm ngoái, chanh đào có giá từ 10 đến 15.000 đồng 1 kg, thì nay thương lái đang thu mua với giá trung bình chỉ 3.000 đồng 1 kg và 5.000 đồng 1 kg với loại đẹp. Giá chanh năm nay rẻ quá, mà làm ăn vất vả rồi bao nhiêu lần đã, mà không rẻ quá không bán được, buồn lắm. Có khi là phá dần dần để trồng những cây khác. Không chỉ riêng với gia đình bà Trưng, đây cũng là tình trạng chung của nhiều hộ gia đình trồng chanh đào trên địa bàn xã Tân Thanh, một trong những vùng có diện tích chanh đào lớn trên địa bàn huyện Lạng Giang. Theo tìm hiểu của phóng viên thời sự, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do chỉ trong 2 năm trở lại đây, diện tích trồng chanh đào tăng vọt dẫn đến cung vượt cầu. Bản thân tôi thì cũng đề nghị nhà nước là có cái chế độ chính sách hoặc là cái chính sách là quy hoạch vùng hoặc là có gì hỗ trợ về cái giá cả làm sao nó không ổn định thì người dân yên tâm thực hiện được cái cây chanh này nó phát triển. Những vườn chanh đào sai chiếu cảnh nhưng vẫn không được thu hoạch. Nông dân thì ngao ngán. Đây chính là hậu quả của việc sản xuất chạy theo phong trào, không có sự kiểm soát, dẫn đến vỡ quy hoạch. Thưa quý vị và các bạn, chỉ 2 năm trước thôi thì cây chanh đào được kỳ vọng trở thành một cái mô hình đem lại cái hiệu quả lợi ích kinh tế cao. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại với giá thành từ 3 cho đến 4.000 đồng 1 kg thì người dân đã không còn mặn mà với những cây chanh đào. Và một trong những cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng này đó chính là cái sự phát triển ồ ạt, không có sự kiểm soát đã phá vỡ cái quy hoạch về cái vùng chanh đào dẫn tới là cái giá rẻ như hiện nay.